Xin chào tất cả các bạn đã Yolo, và hôm nay là một video ngẫu nhiên. Mình cũng sẽ cùng các bạn làm một số việc linh tinh nào đấy. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Cơ bản là trong mấy ngày vừa qua thì mình có đọc bình luận và mình cũng có thấy một số người nói với mình, chia sẻ với mình là bản Pokemon Blaze Black 2 hoặc là Volt White 2 Redux là bản ROM hack xịn nhất từ trước đến giờ. Và sau đấy mình cũng có Google, mình cũng có YouTube một tí và đọc nhận xét của người ta về bản ROM hack này, và mình thấy có vẻ xịn sò các kiểu. Mình chưa đi vô chi tiết, mình chưa tìm hiểu xem là trong đấy có những thay đổi gì, nhưng mà sơ bộ thì mình thấy đánh giá chung về ROM hack này tương đối ấn tượng. Nên mình nghĩ là có thể trong khoảng thời gian tới thì sao đấy, có thể trong khoảng thời gian tới thôi, mình không biết được thời gian tới đây là mấy tháng hay mấy năm sau, thì có thể là chúng ta sẽ thử Pokemon Blaze Black 2 Redux hoặc là Pokemon Volt White 2 Redux, và để làm việc đấy, ít nhất là để làm việc đấy, để chuẩn bị cho một tương lai xa vời nào đấy. Thì mình cũng sẽ làm video. Thật ra là mình cũng đã patch cái bản Blaze Black 2 Redux đấy rồi. Mình đã tải về cái ROM Blaze Black 2 hồi đó mình có, và sau đây tải về bản ROM hack đấy, và mình cũng đã patch để áp dụng cái bản ROM hack đấy lên cho cái ROM cũ của mình. Nhưng hiển nhiên là phần nào đấy thì các bạn đoán được cách chơi của mình trước giờ. Nếu mà các bạn xem kênh của mình tương đối nhiều, mình sẽ luôn luôn sử dụng randomizer. Và ở trong đây, ở trong video ngày hôm nay thì mình cũng sẽ cùng các bạn xem qua xem là bản randomizer này là mình mới tải về hồi nãy. Và thú thật là bởi vì rốt cuộc mình cũng đã bỏ Pokemon, nói đúng hơn là mình không chơi Pokemon trong khoảng thời gian rất là dài, khoảng mấy năm hay sao đấy, mình đoán là 3 năm rồi. Mình đoán là ở trong video cuối cùng mà mình quay ở trên kênh của mình là Pokemon Ruta Ruby Randomizer Nuzlocke hay sao đấy, thì đó là khoảng 3 năm trước hoặc là 4 năm trước. Và sau đấy thì mình hoàn toàn bỏ hết tất cả các kiến thức mà mình có về Pokemon, không phải là về Pokemon mà về cách điều chỉnh hoặc là chuẩn bị hay sao đấy cho một lần quay Pokemon, nên mình cũng quên mất cái randomizer, mình cũng quên mất sử dụng các trình randomizer. Và ở trong video ngày hôm nay, ít nhất là hồi nãy, thì mình cũng đã tải về bản Universal Pokemon Randomizer như thế này rồi. Bạn nào có hứng thú có thể Google cái tên ở trên màn hình hiện tại, hoặc là mình nghĩ là có thể vào cái kênh này mà ha. Và các bạn có thể vào địa chỉ như thế này, địa chỉ trên màn hình các bạn cũng có thể thấy được rồi, để xem là các bạn có thể làm được gì. Chẳng hạn ở đây thì người ta cũng để hình minh họa này, có cả thế hệ thứ tư và thế hệ thứ năm. Wow, ok. Thì bây giờ vào vị chính luôn ha. Thứ nhất thì mình đoán ở đây cũng không hẳn là sẽ hướng dẫn sử dụng gì, bởi vì cái này rất là đơn giản luôn. Như sao thì ở đây chúng ta sẽ chọn bản Blaze Black 2 Redux, mà như đã mình thấy mình nói, mình cũng đã có chuẩn bị ở trước rồi. Giờ mình không biết cái hiện ra con Haxorus ở đây có ý nghĩa gì không, nhưng mà sẽ sắm được. Như sao thì ở đây chúng ta sẽ thấy có một số thứ giống như chỉ số cơ bản của Pokemon. Mình không hứng thú với việc khoan từ từ. Mình không hứng thú với một random ở đây. Random ở đây có nghĩa là tất cả các chỉ số đều được ngẫu nhiên hoàn toàn, nghĩa là một con Sokko cũng có thể có chỉ số tấn công vật lý 200. Hoặc là một con Rayquaza cũng có thể có chỉ số tấn công vật lý là 10 chẳng hạn. Ví dụ là như thế, mình không hứng thú với sự ngẫu nhiên đến mức đến cấp độ đấy, cho nên chúng ta sẽ bỏ qua. Nhưng mà cái này có vẻ thú vị. Cái này thì nó sẽ đổi chỉ số của đổi thứ tự của các chỉ số trong một con Pokemon cụ thể, giống như là, và thật ra mình không biết lấy ví dụ là nào, giống như là Rayquaza nữa thì không, nếu là giống như là Rayquaza thì sẽ có tốc độ siêu lớn và chỉ số tấn công vật lý đủ lớn lắm ta. Từ từ, để xíu Rayquaza Smogon. Rồi, nếu hiện tại thì chỉ số của Rayquaza là 150 và chỉ số tấn công cái này, chỉ số tốc độ của Rayquaza cũng không hẳn là quá cao. Xin lỗi, nhưng mà dù sao thì quay trở lại với cái trình randomizer này, nếu mà các bạn chọn shuffle như thế này và cái này được áp dụng cho bản này đi, ví dụ như vậy chẳng hạn, thì không chừng là chỉ số phòng thủ của Rayquaza sẽ được nâng lên 150 và chỉ số phòng thủ của nó cũng sẽ được để đi một chỗ nào khác, ví dụ là tốc độ chẳng hạn, và tốc độ sẽ chuyển sang HP hoặc tương tự. Mình không nghĩ rằng mình sẽ hứng thú với việc đấy, nhưng mà có thể no. Phần nào đấy, bởi vì kiến thức hạn hẹp của mình vừa Pokemon có lẽ sẽ không cho phép mình
cảm thấy vui khi mà sử dụng những coupon có chỉ số được hoán đổi như thế, nên mình đoán là mình sẽ chọn unchanged ở đây, để khi nào mình bắt được những coupon hoàn hảo hoặc là sử dụng những coupon đấy thì mình sẽ không bị ức chế các kiểu. Hiển nhiên là vẫn sẽ có trường hợp giống như là một con Blitzy, ví dụ là Blitzy thì ngoài máu ra không có gì nữa phải không, hay là tấn công phép, quên, phòng thủ phép thuật. Dạ đúng rồi, ngoài máu và phòng thủ phép thuật ra thì Blitzy không có gì cả. Nhưng mà mình đoán là mình sẽ hứng thú với một con Blitzy có chỉ số tốc độ 255. Nhưng mà rồi mình sẽ hứng thú hơn với việc sử dụng một con Blitzy, hoặc nói đúng hơn là đối phó với một con Blitzy mà mình biết được rằng chỉ số tấn công và phòng thủ vật lý của nó siêu thấp, hơn là bị hạ gục bởi một con Blitzy có chỉ số tấn công vật lý 255, ví dụ là như vậy đi ha. Rồi như vậy thì mình đoán là mình vẫn sẽ giữ Unchained trong trường hợp này. Về khả năng nội tại của Pokemon, mình đoán mình vẫn sẽ để Unchained ở đây để nhưng mà nếu nói rốt cuộc thì mình là người truyền thống nên mình sẽ giữ như những thứ như này. Rồi hệ Pokemon mình vẫn sẽ giữ Random Follow Evolution. No. Pokemon Evolution. Nếu mà đánh vào cái này thì rốt cuộc một con Caterpie cũng có thể tiến hóa thành một con I don't know, Ferroligatr hoặc là Dragonite không chừng, nhưng mà thôi thôi không chơi. Về Pokemon cơ bản, mình đoán là mình sẽ muốn những con Pokemon cơ bản của mình sẽ được đổi. Ồ đúng rồi, sau khi mà mình randomize xong này thì mình cũng sẽ thử xem là cái bản Blaze Black 2 Redux của mình cũng đã được thay đổi những combo đấy chưa ha, rồi để cho các bạn xem là mình có làm hiệu quả hay không. Dù sao thì mình đoán ở đây chúng ta sẽ chọn random completely, bởi mình cũng không hẳn là quá ưu tiên việc những combo cơ bản, những combo đầu tiên mà mình có được trong chuyến hành trình sẽ tiến hóa lên thành ba cấp, quên, hai cấp chứ là ba cấp, thì cứ như thế này được. Không chừng là chúng ta cũng có thể nhận được một con Pokemon huyền thoại, hoặc là bán huyền thoại, hoặc là một con Pokemon nào đó đẹp hơn những con Pokemon mà mình có thể gặp. Thật ra bản bản Black và White, những con Pokemon cơ bản là có gì Snivy, Tepig và Oshawott, ba con đấy từ khi mà tiến hóa lên cấp cuối thì có hai con rất là đẹp. Mình sẽ để cho các bạn đoán thử xem là con nào đẹp và con nào không đẹp theo quan điểm của mình. Nhưng mà dù sao thì thật ra cũng không hẳn là quá ấn tượng, nhưng mà thôi kệ, để cứ để random hoàn toàn luôn đi ha. Static Pokemon của mình đây là mấy con Pokemon những con Pokemon cố định mà, phải không? Nghĩa là giống như những con huyền thoại. Thôi mình sẽ để Unchanged vậy. Ít nhất là nếu mà xui xẻo hay sao đấy, mình cứ gặp những con Pokemon rất là dễ dàng thì ít nhất là mình cũng có thể xin lỗi, không biết có gì gắn cứ dính trong họng, mình phần nào đấy cũng có thể vớt vát được bằng những con Pokemon cố định này nếu cần. In-game trade, mình không nghĩ là mình sẽ bao giờ sử dụng in-game trade nên thôi cứ để Unchanged vậy. Tiếp theo là những đòn tấn công. Ở đây là ngẫu nhiên, sát thương, chỉ số sát thương no ngẫu nhiên chỉ số chính xác no ngẫu nhiên, cái này có thể đổi, nhưng mà rồi việc đổi lượt đánh của những đòn tấn công thì mình cũng không nghĩ là có nhiều ý nghĩa lắm, nên thôi chúng ta vẫn sẽ để giữ nguyên này. Đổi hệ của những đòn tấn công no rồi ok. Tiếp theo là cái này là những đòn mà Pokemon có thể học à. No mình đoán ô cái này có vẻ hay này. Right, oh my god, ở đây do mình đoán là nếu mà ở trong tương lai hoặc là ở một vũ trụ nào đấy mình có hứng thú chơi một bản game Pokemon ngẫu nhiên hoàn toàn thì mình cũng sẽ chọn một này, và quay lại như này thì mình sẽ chọn random hết, random completely hết. Bởi vì rốt cuộc thì cái này thì tất cả những đứa trong bản game được randomize đấy sẽ đều sử dụng metronome, và metronome giống mình nghĩ cái đấy rất là hay, mình nghĩ rất là thú vị. May ra trong một tương lai nào đấy khi mà mình không còn bận tâm về những thứ giống như là để trải nghiệm một bản ROM hack là một hoặc là một bản game mà mình chưa bao giờ chơi một cách trọn vẹn, thì không chừng là chúng ta, well, thật ra đến cuối thì nếu mà mình sử dụng randomizer để ngẫu nhiên một số việc hoặc là một số những con hoang dã mà chúng ta có thể gặp thì cái đấy cũng không còn gọi là hoàn toàn hoặc là hoàn thiện cái trải nghiệm nữa rồi. Nhưng mà nói chung theo tiêu chuẩn của mình thì khi mà mình randomize những con hoang dã mà chúng ta có thể gặp trong chuyến hành trình này
chuyến hành trình đấy thì cũng không hẳn là ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm, cho nên mình nghĩ vẫn có thể chấp nhận được. Còn metronome thì như mình nói hồi nãy, rốt cuộc thì cái này cũng sẽ rất thú vị trong một số trường hợp cụ thể, nhưng chắc là để cho một tương lai xa lắm đi ha. Rồi, tương tự với những con Pokemon của những huấn luyện viên mà chúng ta có thể gặp trong chuyến hành trình này, mình sẽ giữ nguyên hết. Ở đây cũng có thể đổi tên của huấn luyện viên luôn nè, mặc dù mình cũng không biết rằng cái này có ý nghĩa gì. Cũng giống như là ở dưới, cái này thì cũng chỉ là về vẻ ngoài thôi mà phải không? Cũng chỉ có yếu tố thẩm mỹ thôi chứ cũng không có gì thay đổi so với gọi là trải nghiệm game thực chất, nên chúng ta sẽ bỏ qua vậy. Rival carry starter through game. Ồ, ok. Right. Ở đây thì nếu mà mình chọn mục này thì thằng bạn hàng xóm của mình trong ngoặc kép sẽ luôn luôn giữ con Pokemon cơ bản của nó chứ không đổi sang những con Pokemon khác à. Ha. Well, ok, mình không nghĩ là việc đấy quá ảnh hưởng cho nên chúng ta sẽ bỏ qua vậy. Đây là những con Pokemon hoang dã. Ở đây mình có thể chọn giữ nguyên, chắc chắn là mình sẽ không chọn mục này, mình có thể chọn ngẫu nhiên. Mình có thể chọn Right. Ok, nếu mình chọn như thế này thì ngẫu nhiên khu vực rồi, giống như là nếu mà chúng ta đến một bờ cỏ của đường đường đầu tiên trong chuyến hành trình thì chúng ta có thể gặp được một con Pokemon nào đấy ở đường cuối cùng của khu vực đấy, nhưng mà điều đấy thì cũng có nghĩa là nếu mà chúng ta đến được phần cuối của chuyến hành trình thì chúng ta sẽ gặp những con Pokemon mà chúng ta có thể gặp ở trong phần đầu của chuyến hành trình. Như thế này chắc cũng không hay lắm đâu. Cái này mình đoán là cũng tương tự như vậy, nên chúng ta mình nghĩ là ở đây thì mình sẽ chọn một random hoàn toàn, và mình có chọn những con Pokemon có sức gọi là sức mạnh ngang bàn không không hoặc là catch them all. Oh my god, nghĩa là cái này không phải là ngẫu nhiên hoàn toàn mà ngẫu nhiên trong một tập xác định nè, tạm gọi là như thế. Giống như là nếu mà mình để nên ở đây thì chúng ta ở một trong một vũ trụ nào đấy chúng ta có thể gặp toàn bộ là Pikachu, nhưng nếu mình gặp nếu mình chọn cái này thì chỉ có một chỗ nào đấy chúng ta gặp được Pikachu mà thôi, ở những số một số chỗ khác thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Pikachu nữa. Và cái này thì cũng để phục vụ mục đích là chúng ta có thể bắt được tất cả những Pokemon ở trong Pokédex. Mình nghĩ là mình sẽ không hứng thú với việc này lắm, cứ để nên chắc là được. Type Team Areas. Oh, ok. Như vậy thì mỗi khu vực nào đấy sẽ chỉ có một một hệ gắn liền với khu vực đấy thôi, nhưng mà cũng không nhất thiết là khu vực đấy sẽ có cái hệ tương ứng với khu vực đấy. Tạm gọi là nếu mà đi vào một khu vực núi lửa đi thì có thể là chúng ta sẽ gặp những combo hệ nước, và trong đấy chỉ gặp những combo mình thông thường chỉ gặp được ở hệ nước ở khu vực nước mà thôi. Mình không nghĩ là như thế cũng sẽ thú vị bằng cái nền ở đây, cho nên chúng ta sẽ không thêm vào bất cứ một luật nào khác phụ thêm. Cùng ở đây thì cái này thì phần nào đấy cũng sẽ nhỏ hơn và phần đấy ít thú vị hơn, nên chúng ta chọn nên ở đây mà ha. Bởi vì nếu mà ở đây thì những carbon được ngẫu nhiên cũng sẽ phụ thuộc vào thời điểm mà chúng ta gặp nó, tụi nó đúng hơn chứ. Ví dụ như buổi tối thì có thể chúng ta sẽ gặp được hụt hụt, nhưng mà rồi nếu mà mình chọn ngẫu nhiên hoàn toàn thì việc này cũng không quá quan trọng mà phải không, bỏ qua cũng được. Chúng ta có chọn ở đây là không sử dụng carbon huyền thoại để cho vào cái tập Pokemon được sử dụng để đưa vào những carbon hoang dã để thay thế những carbon hoang dã hay không, nghĩa là nếu mà mình chọn cái này thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp được những con như Zapdos đó, rồi là Kyurem hoặc là Mewtwo hay Genesect ở ngoài khu vực hoang dã. Mình muốn gặp được những Pokemon huyền thoại. Xét ra thì bởi vì trong series trước mình chưa bao giờ, và thật ra là mình có một Pokemon huyền thoại là Mana, con Mana Phi của mình, nhưng mà ngoài ra thì mình không có cơ hội để sử dụng những Pokemon huyền thoại, nên chắc là mình sẽ tham lam ở đây và không chọn mục này, và chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp được những Pokemon huyền thoại ở trong những bãi cỏ trong chuyến hành trình đấy. Minimum catch rate. Cái này mình nếu mình chọn cái này thì và nếu mà mình gạt lên cao nhất thì khả năng mà mình bắt được những Pokemon hoang dã là 100%. Dạ thôi chắc không cần đâu. Rồi, và cuối cùng là
những món đồ mà những con voi hoang dã có thể cầm. Như vậy là nếu mà mình bắt một con đang nấu Caterpie thì không chừng nó sẽ cầm cục light ball mà mấy con Pikachu có thể xài. Có vẻ khá thú vị. Nhưng mà thôi bỏ qua. TMHM to the move to the sẽ đấy, chắc là bỏ qua luôn. Mấy cái này thì chỉ là những người có thể dạy những con voi của mình những đòn hay ho mà thôi. Few item. Đây là những món đồ mà chúng ta có thể gặp ở ở ngoài thế giới, giống như là không chừng thay vì những món đồ giống như potion hoặc là antidote mà mình có thể lượm được ở trong phần đầu chuyến hành trình, thì chúng ta có thể kiếm được những món giống như là Master Ball hoặc là Red Candy chẳng hạn, có vẻ thú vị. Nhưng mà thôi bỏ qua đi, bởi vì mình không nghĩ rằng nên liều bỏ qua những món đồ quan trọng hoặc là những món đồ hữu ích hay sao đấy trong chuyến hành trình này để thay thế bằng những món đồ rác rưởi chẳng hạn. Cái này là ngoài Fast Attacks. Từ từ để mình tắt Discord. Rồi, ok. No, mình nghĩ là mình vẫn sẽ thật ra Fast Attacks có thể hợp lý này. Mình tắt Discord nhưng mà mình vẫn cần chỉnh chế độ im lặng của điện thoại của mình. Ok. Xong rồi, tạm gọi là như thế đi ha. Right, Primacy là cái gì thế? Mình không biết cái này là gì. Và setting ở đây. No, mình không rõ cái này là gì, nhưng mà chúng ta sẽ bấm randomize ở đây và mình sẽ vẫn vào trong cái mục prompt hồi nãy của mình, nhưng mà thay vì là place black to redux thì bây giờ sẽ là place black to redux randomize. Save. Oh no, what the hell man? Bị lỗi gì rồi? Từ từ. Nếu mà một vòng và một ROM ở đây. No, oh no bro. Cái đấy không save được, mình không biết lý do là gì. Từ từ để mình thử lại. Place, nếu mà mình chọn place black 2 thì sao? Và nếu mà mình randomize ở đây, chọn là place black 2 randomize đi ha. Và bấm save. Cái này thì được. Wow, ok. No. Ok. Right. Nếu mà như thế thì mình đoán là chúng ta có thể randomize cái place black 2 và sau đấy áp dụng cái ROM hack là place black 2 redux cho cái ROM đấy à. Từ từ để mình sẽ cố thử lại một lần nữa cái vụ place black 2 redux, xem là chúng ta có thể randomize cái này được hay không. Hồi nãy mình chọn gì nhỉ? Hồi nãy mình chọn chỉ có Pokemon hoang dã mà không? Mình chỉ chọn có một mục này thôi. mình nghĩ là mình chỉ chọn mục này thôi. Rồi, ok. Mình sẽ thử lại thêm một lần nữa. Place black 2 randomize. Không phải cái này. Mà mình sẽ chọn là place black 2 randomize. Redux randomize. Như này. Save. Không được. Bị ui. Rồi. Mình... Để xem. Đợi xíu. Mình đoán là mình có thể thử mở cái bảng wait what? Nó không hiện này, đúng rồi, cái này nó bị lỗi cái này. Rồi, mình đoán là mình có thể thử cái bảng place button to randomize như thế này. Rồi xem là có thật sự là cái bảng này được thay đổi hay không. Rồi có gì tính tiếp à? What the hell? Cái Desmume mê bị gì rồi anh ơi? Để xíu thử lại. Nếu mà place back two. Place back two thì được. Nhưng mà cái place back two randomize hồi nãy thì mình không bật được à? Hơi bị khó chịu rồi đó. Nhưng mà rồi cái bản place back two redux của mình hôm qua mình chỉnh là vẫn dùng được mà phải không? Ok. Từ từ. Yeah, cái này là place black 2 redux. Như các bạn thấy đây là right, place black 2 redux trên màn hình rất là rõ luôn. Nhưng mà rồi cái bảng randomize khi nãy thì mình lại không sử dụng được. Như vậy là những bảng ROM được randomize là không sử dụng được, và thật ra chưa chắc là nó cũng có thể sử dụng được luôn. Mình sẽ thử xem là có cập nhật gì mới hay không. Không có cập nhật gì mới. Right. Chắc là mình sẽ cần tìm hiểu lại xem là rốt cuộc thì load setting
No. Ok. Mình sẽ thử bấm vớ vẩn gì đấy. Xem là có gì khác không. Rồi randomize save, và bây giờ mình sẽ save là place back to randomize như thế này. Yes. No. Ok. Produce. Yeah, cái này không quan trọng. Bấm trên ở đây. Right, như vậy là mình đã hoàn thành cái quá trình randomize cái place black to bản gốc của mình. Và bây giờ nếu mà mình bật như thế này, rõ ràng là nó không mở được, trong khi là những bản ROM khác của mình thì mở được. Mình sẽ thử những bản game vớ vẩn khác của mình xem. Pokemon White 2 ở đây. Pokemon White 2 vẫn mở được này. Nghĩa là những bản game cũ của mình thì mở được. Rồi, cái này là... Ôi, giật mình. Rồi, right, ok. Để số 6 vậy. Cái này là Vault Y2 Randomizer mà không? Cái này là bản hồi đó mà mình chơi. Để mình thử lại. Oh my god. Right, đây là cái bản hồi đấy mà mình chơi và mình sử dụng để quay luôn thì phải. À, yeah, Pokemon. Oh my god. Continue. No. 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 What the hell? Yes. Oh, không đọc. Right. Và... Ủa, cái này sao nó chậm quá nhờ? Mình không có nhớ là hồi đấy cái này chậm như thế này. Dâu, 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 baby dâu. Mình sẽ thử chỉnh lại cái phần config ở trong 3D settings. Và bây giờ chúng ta sẽ không chọn OpenGL nữa, mà chúng ta sẽ chọn Soft Rasterizer. Disable luôn đi ha. No. Ok. Ủa, cái này vẫn chậm như hồi nãy. What the hell, man? Mình nghĩ là mình sẽ cần tìm hiểu lại phần phần điều gọi là phần cài đặt của Desmume, xem là mình có thể bằng cách nào đấy. 1x thì sao? Nếu mà chọn, nếu mà tắt hết mấy cái này đi thì sao? Và nếu mà chọn default đi ha, nếu mà chọn default chắc là ổn. Oh no. Phá hơn luôn rồi. Từ 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 từ. Mình sẽ bật lại mấy cái này, cái này, cái này và cái này. Ok, như thế này thì bình thường. Nhưng mà rồi tốc độ của mình vẫn tốc độ di chuyển nhân vật của mình vẫn quá chậm. Mình không biết là hồi đấy có phải là mình muốn. Cái âm thanh cũng bị chậm luôn. Như vậy mình đoán là hiện tại thì cái trình giả lập này đang chạy ở tốc độ 0,5, mà tốc độ 50% hay sao đấy cơ. You never skip emulation settings. Settings ROM control display. Mình không rõ. Mình đoán là mình có thể phần nào đấy tự tải về cái bản Death Mumei mà hồi đấy. Dạ, mình sẽ làm như thế. Mình sẽ làm như thế ngay bây giờ luôn. Ở trong đấy là Drive. Và nếu mà mình vào Drive của mình và vào Pokemon ở đây thì chúng ta cũng có thể tải về Death Mumei. No, ở trong đây không có Death Mumei. Hồi đấy mình không tải lên Death Mumei. Bỏ qua chuyện đấy. Và rốt cuộc thì kế hoạch của mình khi mà randomize cái bản Place Black 2 Redux của mình phần nào đấy thất bại, và thậm chí mình còn không chơi được bản game mà hồi đấy mình chơi là Vault Y2 Randomizer nữa cơ. Nên chắc là chúng ta sẽ bỏ qua việc này. Và mình đoán là đấy cũng sẽ là tất cả cho video. Khoan, từ từ. Và có một cái nữa mình nghĩ là mình có thể khoe các bạn phần nào đấy. Đây là một cái khung mà mình có làm cho video ngày hôm, không phải video ngày hôm qua mà ngày hôm qua bạn Tommy hay sao đấy, bạn cũng có leak cho các bạn xem hay sao đấy. Đây là cái khung mà mình đoán nếu mà trong một vũ trụ nào đấy mình chơi Place Back to Redux,
lúc đầu thì mình chỉ định chơi là Blazblade 2 Redux Nuzlocke mà thôi, nhưng mà sau đấy nghĩ lại thì yeah, randomizer chắc là sẽ vui hơn, nên có thể là chúng ta sẽ sử dụng luôn randomizer trong khoảng thời gian tới. Nhưng trong trường hợp mình không kiếm ra được cách nào đấy để thay thế, thứ nhất là cái bản Desmume mà mình đang dùng, thứ hai là kiếm ra được một giải pháp nào để cho cái randomizer của mình hoạt động một cách trơn tru, thì chắc là chúng ta vẫn sẽ quay trở lại Nuzlocke vậy. Và thật ra là còn một cái nữa mà các bạn có thể thấy phần nào đấy, nếu mình bật Photoshop ở đây thì mình cũng có thể chỉ cho các bạn xem được cái khung mà mình có làm lại. Bởi vì rốt cuộc thì hồi trước mình làm cái khung này, không phải hồi trước mà hôm qua khi mà mình làm cái khung này thì mình lấy bản Ruta Ruby, và lúc đấy thì mình quên nhớ là Ruta Ruby là của 3DS chứ không phải là của NDS, cho nên tỷ lệ màn hình sẽ khác. Rốt cuộc thì nếu mà NDS thì tỷ lệ màn hình nhỏ sẽ bằng với tỷ lệ màn hình lớn, nó đúng hơn là tỷ lệ màn hình ở dưới sẽ bằng với tỷ lệ màn hình ở trên. Nhưng mà 3DS thì màn hình ở trên sẽ là một hình chữ nhật như thế này, còn màn hình ở dưới thì sẽ gần giống như một hình vuông hơn như thế này, giống như là chiều dài sẽ không quá chênh lệch so với chiều rộng. Còn ở trên còn ở màn hình ở trên thì chiều dài sẽ có sự chênh lệch tương đối. Còn cái thứ hai là cái này, cái khung này là mình đã điều chỉnh lại bằng với cái tỷ lệ của những bản game NDS. Như các bạn thấy đây thì tỷ lệ màn hình ở trên cũng đã bằng với tỷ lệ màn hình ở dưới. Và rốt cuộc thì để làm việc này thì mình cũng đã cần thay đổi một số vị trí của những yếu tố trên màn hình. Như các bạn thấy đây cũng tương đối khác mà ha. Nhưng mà sao thì sơ sơ thì khoe là như vậy. Mình nghĩ đây cũng sẽ là tất cả cho video ngày hôm nay. Một lần nữa đây chỉ là một video ngẫu nhiên, mình không cam kết gì, mình cũng không hứa hẹn gì, và video này cũng không có nghĩa rằng mình sẽ làm những việc gì trong tương lai. Nhưng mà như sao thì hy vọng là các bạn thấy thú vị phần nào đấy. Like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Hiển nhiên rồi, nếu các bạn có ý kiến gì thì cứ để cho mình biết cái phần bình luận ở dưới, mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục sau mình là đạt vô lâu. Xin chào.